Chương 1 Huyền huyển thế giới xuyên Việt môn, làm tinh tảng đá đổi công pháp. Phiếu đánh giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Giang thành đại học nông nghiệp phía sau núi, một cái trong sơn động bí ẩn mặt, kèm theo một trận lam quan thiểm thước, sau đó một cái phong trần phó phó thanh niên nhân từ đó đi ra. Rốt cuộc đã trở về. Thanh niên nhân sâu hô hấp một khẩu khí, trong mắt tràn đầy ung dung. Thanh niên nhân gọi là Tần Vũ, là cái này gian Thành Đại học Nông nghiệp Đại học năm thứ nhất sinh viên mới mấy ngày hôm trước không phải biết rõ làm sao liền thu được một cánh cửa tùy thời có thể gọi tới một cánh cửa đi qua cánh cửa kia tầng vũ lại có thể đi đến mặt khác một cái thế giới hơn nữa bên kia ngôn ngữ cùng lam tinh bên này nhất trí còn như ăn mặc thói quen nói lại là cùng cổ đại không sai biệt lắm phong cách không chừng mấu chốt nhất chính là cái thế giới kia lại là một phương tu luyện thế giới mới xuyên qua thời điểm, Tần Vũ may mắn chứng kiến một cái vỏ giả, một quyền nổ nát một cái đá lớn. Nhưng là cái này còn không có kết thúc, Tần Vũ sau đó phát hiện, chính mình từ Lam Tinh dẫn đi đồ vật, ở bên kia cư nhiên đều biến thành bảo bối. Để một lần đi thời điểm, chính mình thuận tay nhặt được một tảng đá, kết quả đến đó bên, cư nhiên biến thành trân quý linh thạch. Sau đó bằng vào một quả này linh thạch, Tần Vũ ở bên kia một gia trong phòng đấu giá đổi được một bản cơ sở võ đạo tu luyện pháp, cùng với một viên trúc cơ linh đan, mặc dù linh thạch trân quý, nhưng phòng đấu giá cũng không vì một viên linh thạch mà cướp đoạt hắn, có ảnh hưởng đến tính dự. Cái này không đồ đạc mới vừa tới tay, tần vũ liền nhanh chóng đã trở về, dù sao bên kia nhưng là tu luyện thế giới A, nghe đồn đại năng giả trong nháy mắt có thể sơn băng địa liệt, chỗ nguy hiểm như vậy, cẩn thận một chút là không có sai. Kế tiếp có thể hay không cuộc khởi, thì nhìn cái này một lần. Tần Vũ trong mắt tràn đầy hưng phấn, xem cùng với chính mình trong tay công pháp cơ bản, cùng với trúc cơ linh đan. Dù sao Lam Tinh một tảng đá bắt được bên kia, đều sẽ bởi vì nào đó quy tắc, biến thành trân quý linh thạch, nói rõ toàn bộ Lam Tinh chính là lớn vô cùng bảo khố A. Chính mình cần thu được cường đại thực lực, mới có thể đem điều này bảo khố khai phát ra tới, nếu không, nếu như thực lực không đủ mang theo bảo bối tiến nhập huyền huyễn thế giới, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, bởi vì tân sinh vừa mới nhập học, sở dĩ còn không có chính thức đi học, tần vũ mỗi ngày sau khi rời giường đều sẽ tới phía sau núi tu luyện. Giang thành Đại học Nông nghiệp, chính là một bản viện giáo, bởi vì là Đại học Nông nghiệp nguyên nhân, cái này Đại học trực tiếp xây ở vùng ngoại ô, đồng thời còn có trọn một ngọn núi cho rằng hậu hoa viên. Bên trong có các loại ruộng thí nghiệm, hoặc là trại chăn nuôi chờ, các loại. Tần vũ chỗ tu luyện, chính là chỗ này phía sau núi chỗ sâu nhất, bình thường có rất ít hội học sinh tới, dù sao trường học cảnh cáo bài còn ở đây, sau núi này rắn, côn trùng, chuột, kiến gì gì đó cũng không ít. Thời gian mấy ngày, Tần Vũ mượn cái kia một viên trúc cơ linh đan, thành công nhập môn võ đạo. Dù sao cái này trúc cơ linh đan nhưng là rất trân quý, bình thường người luyện võ, sơ kỳ thời điểm cũng không có đồ tốt như vậy. Chủ yếu là linh thạch cũng rất trân quý, ở công pháp cơ bản bên trong giới thiệu xem qua, chỉ có đạt được Dẫn Linh cảnh mới có thể sử dụng Linh Thạch gia tốc tu luyện. Ở nơi này công pháp cơ bản bên trong ghi lại võ đạo ba cái cảnh giới, theo thứ tự là luyện thể cảnh, Dẫn Linh cảnh, Khí Hải cảnh. Tần Vũ hỏi thăm không ít cái thế giới kia đồng hương, đã biết luyện thể cảnh võ giả, liền đã coi như là đã có thành tựu, tiến nhập quân đội nói, hoàn toàn có thể đã có thành tựu. Mà Dẫn Linh cảnh ở tầng vũ xuyên việt tòa thành trì kia bên trong, đó cũng là một phương cao thủ, tỉ như trong thành những thứ kia võ quán sư phụ, hoặc là một ít đại gia tộc người lãnh đạo vật, vậy cũng là dẫn linh cảnh cao thủ. Bây giờ mượn trúc cơ linh đan, tầng vũ rất thoải mái liền hoàn thành trúc cơ, trực tiếp tiến nhập luyện thể cảnh. Sau đó phải làm chính là không ngừng luyện hóa hấp thu viên thuốc này lực lượng, chính mình có thể thuận theo tự nhiên đạt được luyện thể cảnh viên mãn mà chỉ cần đem làm tinh tảng đá mang tới cái thế giới kia, có thể trực tiếp biến thành linh thạch, đến lúc đó chính mình có vô số linh thạch, nho nhỏ dẫn linh cảnh, chẳng phải là dễ dàng. Mấy ngày trôi qua, Tần Vũ cũng không phải biết tốc độ tu luyện của mình như thế nào, bởi vì trong công pháp mặt chưa nói. Ngược lại cái này thời gian mấy ngày, hắn đúng là đem đang dược cho triệt để hấp thu, đồng thời cũng hiểu rõ cuốn này công pháp cơ bản. Cơ sở này công pháp, chỉ là một bản luyện thể cảnh công pháp, thậm chí ngay cả nguyên bộ chiêu thức đều không có, nếu như đột phá vào dẫn linh cảnh lời nói, nhất định phải đổi cao cấp một chút công pháp. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, lúc này ta đã là luyện thể cảnh viên mãn, cảnh giới này trở lại thanh sơn thành, coi như là tiểu cao thủ một cái, chỉ phải cẩn thận một chút, không cần giống trống khu chiên, nên phải cũng sẽ không có nguy hiểm. Tần Vũ lẩm bẩm, dù sao mình có làm tin cái này bảo sơn, nếu không phải ở cái thế giới kia, vì mình dành một ít thứ tốt lời nói thật sự là quá đáng tiếc dù sao mình mặc dù có tài nguyên tu luyện nhưng trực tiếp sử dụng rất lãng phí tỉ như linh dược các loại tốt nhất phương pháp sử dụng vẫn là luyện chế thành vì đang dược cùng với các loại nguyên bộ công pháp võ học chờ các loại những thứ này đều là cần từ cái thế giới kia lấy được khổ tu mấy ngày rốt cuộc trở thành luyện thể cảnh viên mãn không bằng thử nhìn một chút ta thực lực bây giờ a à. tần vũ lẩm bẩm trong mắt có chút hưng phấn dù sao mấy ngày trước chính mình vẫn là một người bình thường a à. lúc này trực tiếp biến thành võ lâm cao thủ điều này sao có thể không thử một chút đâu liền tại tần vũ chuẩn bị diễn luyện một cái tu vi thời điểm giang thành đại học nông nghiệp phía sau núi một cái cô gái xinh đẹp đang thận trọng đi tới nghe các học tỷ nói sau núi này có một cái xinh đẹp thác nước nữ tử gọi là trần chỉ tinh chính là cái này giang thành đại học nông nghiệp chê cười nàng yêu thích hội họa, nghe các học tỷ nói phía sau núi có một cái xinh đẹp thác nước, liền nghĩ qua tới lấy cảnh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 2 Một quyền đập gãy thác nước, ngoài ý liệu tư chất. Phiếu đánh giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Liền tại Trần chỉ tin đi trước thác nước thời điểm, Tần Vũ cũng đến nơi này. Tại hậu sơn tu luyện nhiều ngày như vậy, hắn tự nhiên đã sớm biết cái này thác nước chính mình rèn luyện thân thể thời điểm, lựa chọn có thể chính là cái này địa phương. Dù sao ở thác nước cái kia giống như vạn quân dập phía dưới, đối với rèn luyện hiệu quả rất tốt. Rào rào. Tần Vũ đem trên người quần áo luyện công cởi áo ra, lộ ra tinh tráng lại củ ấu rõ ràng cơ bắp, chậm rãi tiến nhập thủy đàm, đi tới dưới thác nước. Khó có thể tưởng tượng mấy ngày trước Tần Vũ, còn chỉ là một cái gầy yếu tiểu nam sinh, chỉ có thể nói võ đạo thần kỳ A. À. Uống. Tần Vũ đấm ra một quyền, trong nháy mắt kinh khủng quyền phong bạo phát, cư nhiên trong nháy mắt đem trước mặt thác nước đánh ra một cái hang, bất quá trong nháy mắt liền tiêu tán. Chứng kiến tràn cảnh này, Tần Vũ nhíu mày, hắn xem cùng với chính mình hai tay, dường như lòng có sở ngộ. Lập tức liền trực tiếp đi tới thác nước mặt bên, sau đó xem cùng với chính mình trước mặt cái này giống như thủy liêm một dạng thác nước, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Hắc! Lại là đấm ra một quyền, cái kia rộng vài chục thước thác nước trực tiếp cắt đứt một mét thế nhưng tần vũ không hài lòng bởi vì hắn dường như cảm ngộ đến rồi cái gì bắt đầu chậm rãi thay đổi chính mình cả người lực lượng không ngừng đánh ra nắm tay oanh oanh oanh, oanh. mỗi đấm ra một quyền nắm đấm đều sẽ phát sinh tiếng oanh minh giống như đá lớn va chạm một dạng cùng lúc đó cách đó không xa trong rừng rậm nghe được tiếng thác nước trần chỉ tinh dường như nghe được cái gì tiếng oanh minh. Ông trong lòng tò mò nàng tiếp tục đi đến phía trước, sau đó liền thấy không phải xa xa thác nước. Cái góc độ này không sai. Trần chỉ tinh hai mắt sáng lên, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra mà bắt đầu bên tới gần bên thác nước tiến hành camera. Đây là thói quen của nàng, dùng đồng tỉnh phong cảnh video, từ đó lấy ra chính mình cho rằng đẹp nhất một tránh, sau đó dùng tới hội họa. Từng bước từng bước đi về phía trước, từng bước thấy được thác nước, lúc này ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cương nhiên còn có một chút thải hồng, quả thực đẹp không sao tả xiết. chủ yếu chu vi đều là quần sơn cùng với tùng lâm, càng thêm tăng thêm một loại mỹ cảm. Từng. đó là cái gì? thế nhưng trong lúc bất chợt trần chỉ tinh liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong điện thoại di động của nàng cương nhiên xuất hiện một người thân ảnh. trần chỉ tinh đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia thác nước mặt bên một thanh niên đang ở hướng về phía thác nước không ngừng huy quyền. Mỗi một quyền đều giống như chú y lớn một dạng, trực tiếp cách không đánh vào cái kia trên thác nước, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong suốt không khí quyền phong. Hắn! Hắn đang làm cái gì? Trần chỉ tin bị dại ra, mà lúc này tần vũ quanh thân một cổ huyền diệu khí tức vần quanh, nếu có huyền huyện thế giới người ở nơi đây, tất nhiên sẽ kinh hô đây là đốn ngộ. Rất nhiều tu luyện giả, cả đời cũng chưa chắc có một lần cơ hội đốn ngộ, cư nhiên ở một cái luyện thể cảnh tiểu gia hỏa trên người xuất hiện. Vận khí tùy tâm, thu phát tùy ý. Tần Vũ không khỏi nhẹ giọng tự nói, quỷ dị là hắn mặc dù là nhẹ giọng tự nói, nhưng còn dường như sấm sét vang vọng toàn bộ sơn lâm. Trong nháy mắt chim muôn chạy trốn, có nhân tính hóa hoảng sợ. Mà lúc này Trần Chỉ Tinh đã ngốc trệ, chỉ thấy cả người khí tức ngưng tụ tới cực hạn Tần Vũ bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Giống như lôi đình một dạng nổ vang, trong nháy mắt tạo thành một cái khí thể nắm tay, giống như ngưng thật một dạng, trực tiếp đánh về phía trước mặt thác nước thủy liêm. Rào rào! Trong sát na, kinh khủng kia quyền phong cư nhiên trực tiếp đem toàn bộ thác nước xé, trọn rộng vài chục thước thác nước, mỗi phút mỗi giây đều có thiên quân áp lực, nhưng lúc này cư nhiên bị cách không đánh gãy. Cái này đấm ra một quyền sau đó, tần vũ liền đứng tại chỗ không hiểu hình như là ở cảm ngộ cái gì thế nhưng thời gian một giây hai giây ba giây trọn vài giây chủng sau đó cái kia bị cắt đứt thác nước mới chỉ có ầm um, ầm um, hạ xuống mà cũng chính là cái này hạ xuống ngập trời bọt nước trực tiếp đem đang thường người trần chỉ tinh đánh thức cái này đây rốt cuộc là tình huống gì hắn còn là người sao bởi vì tình cảnh này quá mức chấn động Trần Chỉ Tinh không khỏi vạn phần hoảng sợ, trực tiếp hướng về sau chạy đi. Dưới tình huống bình thường có người như thế tới gần, lúc này Tần Vũ thực lực tất nhiên sớm liền phát hiện, nhưng tiếc là chính là Tần Vũ mới vừa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nếu có Huyền Huyền thế giới cường giả chứng kiến mới vừa rồi một màn kia, phỏng chừng biết quỳ thỉnh cầu Tần Vũ bái nhập sư môn của bọn họ. Bởi vì Tần Vũ một cái luyện thể cảnh tiểu tiểu võ giả, đốn ngộ liền tính lại còn một lần đốn ngộ liền lĩnh ngộ quyền thế. Đây chính là quyền thế A, Tần Vũ là người địa cầu, để một lần tiếp xúc không tu luyện được giải khai, nhưng phải biết rằng tại cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, chỉ cần lĩnh ngộ quyền thế, cái kia đều tất nhiên là một thiên tài. Hơn nữa bình thường muốn lĩnh ngộ quyền thế lời nói, đại bộ phận đều là khí hại cảnh trở lên võ giả. Sở dĩ Tần Vũ hoàn toàn không biết, lúc này chính mình có cỡ nào biến thái. Chậm rãi mở mắt ra, Tần Vũ tự hồ là đem mới vừa cảm ngộ toàn bộ hấp thu, xem cùng với chính mình hai tay. Mặc dù mình lúc này không tinh thông bất kỳ chiêu số, nhưng chỉ chỉ là dựa vào trụ cột nắm tay, chính mình liền so với vừa nãy cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Dù cho Tần Vũ mới tiếp xúc tu luyện, đều biết mình chắc là trong lúc vô tình lĩnh ngộ đồ vật ghê gớm. Ta tư chất, dường như ngoài ý muốn không sai. Tần Vũ mặt tươi cười, tiểu thuyết hắn chính là thấy qua tự nhiên biết ở huyền huyễn thế giới, tư chất đại biểu toàn bộ. Mặc dù mình có làm tin cái này siêu cấp bảo tàng, nhưng nếu như tư chất không tốt, cũng khó mà đã có thành tựu. Bây giờ biết mình tư chất hẳn là còn không có trở ngại, Tần Vũ không thể nghi ngờ là vui vẻ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Ngoài ý muốn bị hoa khôi vỗ tới, lại vào huyền huyễn thế giới. Phiếu đánh giá, nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cùng lúc đó một bên khác Trần Chỉ Tinh, cơ hồ là chạy đến rồi ký túc xá. Nhìn lấy sắc mặt nàng hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, túc xá tiểu tỷ muội đều sợ ngay người. Chỉ tin ngươi làm sao? Là có người khi dễ ngươi sao? Cam, ta đây liền cùng lão sư gọi điện thoại. Tiểu tỷ muội đều sợ ngay người, xem Trần Chỉ tin cái này hoảng sợ dáng dấp, các nàng hiểu lầm Trần Chỉ Tinh là bị người khi dễ Dù sao thành tựu tân sinh đã bị bầu thành hoa khôi Có thể thấy được Trần Chỉ Tinh dung mạo Nếu là thật có người điên Càng đảm dám đối với Trần Chỉ Tinh tái máy tay chân Cũng chưa chắc không có khả năng Không phải, không phải Trần Chỉ Tinh phản ứng kịp Vội vã móc ra điện thoại di động Các ngươi xem cái này Ta mới vừa rồi là bị cái này sợ hãi Trần Chỉ Tinh cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp lấy ra điện thoại di động, đồng thời phát hình chính mình sở thu đến video. Đám tiểu tỉ mùi đều là nhìn về phía trần chỉ tinh điện thoại di động, chỉ thấy hình ảnh chuyển động, đại gia trước hết thấy là thác nước. Sau đó liền thấy tại cái kia dưới thác nước, ghim trung bình tấn tần vũ. Wow! Cái này vóc người quả thực nổ tung. Nhưng là nàng chưa kịp nhóm liếm bình, cũng chỉ thấy bên trong tầng vũ, không ngừng đánh ra quả đấm của mình mỗi một lần oanh kích đều sẽ cách không đem thác nước đánh vỡ một điểm vết nước. Theo mỗi lần oanh kích, Tần Vũ đều giống như ở tiến bộ, đợi đến cuối cùng một quyền thời điểm, trọn rộng vài chục thước lớn đại thác nước, cư nhiên trong nháy mắt bị Tần Vũ cho một quyền đánh vỡ. Thậm chí còn ở trong video, trọn mấy giây, cái kia thác nước cư nhiên cứ như vậy bị cắt đứt không cách nào hạ lạc. Toàn bộ video kết thúc, Trần chỉ tin túc xá đám tiểu tỉ muội, toàn bộ đều ngốc trệ rồi. Chỉ Tinh, đây sẽ không là người ở đây trong phim ảnh lấy ra một đoạn chứ? Một cái tiểu tỷ muội không dám tin hỏi, nhưng là Trần Chỉ Tinh cũng là sắc mặt nghiêm túc, đại gia cũng là trong nháy mắt trầm mặt, cái này rõ ràng chính là các nàng trường học phía sau núi thác nước, dù sao rất nhiều học sinh đều đi xem qua, người này rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết lánh đời cao thủ, cổ võ truyền nhân? Hoa. Wow chẳng lẽ thế giới của chúng ta kỳ thực có ám thế giới, chỉ là người thường tiếp xúc không đến. Nghe mấy cái tiểu tỷ mùi thảo luận càng ngày càng thái quá, Trần chỉ tin tâm tình khẩn trương không khỏi hóa giải rất nhiều. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tiểu tỷ mùi hỏi như vậy nói. Nghe nàng lời nói, đại gia đều ngẩn ra, xác thực a, à, một lần tình cờ đã biết loại này đại bí mật, là muốn giấu giếm vẫn là đăng báo cho hấp thụ ánh sáng người ta tư ẩn chắc là không tốt chứ. Nhưng nếu như trong video này mặc đều là thật, đó không phải là thiên đại sự tình sao. Chúng ta là không phải hẳn là đăng báo quốc gia à. Đại gia nghị luận âm ỉ, cuối cùng đều là nhìn về phía Trần Chỉ Tinh, dù sao đây là Trần Chỉ Tinh phát hiện sự tình. Cuối cùng Trần Chỉ Tinh cắn răng nói rằng, bất kể là phát hiện cái gì, vậy cũng là người ta tư ẩn, cho nên chúng ta không thể cho hấp thụ ánh sáng nghe trần chỉ tin lời nói đại gia lập tức chính là gật đầu chỉ bất quá đám người đều là không yên lòng hiển nhiên trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa tràn cảnh cùng lúc đó một bên khác tần vũ cũng không biết chính mình quyền đoạn thác nước tràn cảnh đã bị người chụp được tới hắn về tới ký túc xá đơn giản rửa mặt một chút sau đó mà bắt đầu suy tư một chút đường ngày sau tuyến mặc dù bây giờ tùy tiện nhặt cái tảng đá đến rồi cái thế giới kia đều có thể biến thành kỳ trân dị bảo nhưng nếu như bản thân ở lam tinh bên này đều xem như là vật trân quý đâu tỉ như những thứ kia bảo thạch ngọc thạch hoặc là phỉ thúy các loại có lẽ đến rồi cái thế giới kia cũng sẽ biến đến càng thêm trân quý chứ vì vậy lam tinh bên này mình cũng cần làm một ít chuẩn bị tới thu được những thứ này vật trân quý tuy cường đại thực lực mình có thể trực tiếp đi đất nguy hiểm lặng yên không tiếng động thu được rất nhiều thế nhưng loại thủ đoạn này lời nói một hai lần còn có thể nếu như nhiều tất nhiên sẽ gây ra nhiễu loạn trừ phi là bằng vào sức một mình có thể cùng thế giới là địch nếu không tần vũ còn là không hy vọng thế giới này biến đến hỗn loạn cuối cùng tần vũ nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất đó chính là bằng vào thủ đoạn của mình kiếm tiền tỷ như làm một cái thần y cũng hoặc là dứt khoát chính mình đi đánh hát quyền tính rồi ngược lại lấy mình lúc này thực lực thế giới quyền vương trước mặt mình vậy cũng là không có lực phản kháng chút nào bất quá ở trước đó trước không nóng nảy dù sao đã đến luyện thể viên mãn mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập dẫn linh cảnh cơ sở này tu luyện pháp hiển nhưng không đủ dùng sở dĩ tần vũ quyết định lấy thêm một ít tảng đá đi đổi lấy tu luyện pháp có luyện thể viên mãn thực lực tần vũ bao nhiêu có một ít sức mạnh trừ phi là mạnh hơn chính mình quá nhiều cường giả nếu không nên phải là không có có nguy hiểm mới là. Liên tại Tần Vũ tùy tiện tại hậu sơn nhặt được một túi tảng đá, mở ra song xuyên chi môn đi trước mặt khác một cái thế giới thời điểm, ở trần chỉ tinh ký túc xá bên trong, cũng là xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ tinh. Người máy tính bị hãm hại. Một cái tiểu tỷ mùi hô to một nói rằng, đám người vội vã đã chạy tới, sau đó liền thấy trần chỉ tinh máy tính đã biến thành loạn mã. Trần chỉ tinh nhất thời biến sắc, bởi vì mình mới đem bên trong điện thoại di động video tồn tại máy tính bí mật trong văn kiện mặt A tại app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 4 Video bị hacker cho hấp thụ ánh sáng, trân bảo phòng đấu giá. Phiếu đánh giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cùng lúc đó, một chỗ nam sinh bên trong túc xá, một cái đeo kính gã bị ổi đang theo dõi máy tính, nước bọt đều muốn chảy xuống. Hắc hắc hắc, Trần Chỉ Tinh lại có xếp đặt mật mã túi văn kiện, bên trong là không phải là có cái gì không phải đồ tốt. Nghĩ tới đây, gã bị ổi hưng phấn không thôi, hắn là si mê Trần Chỉ Tinh nhân, đồng thời cũng là một cái hacker, sợ dĩ ác từ tâm sinh, nghĩ tới hắc vào Trần Chỉ Tinh máy tính, xem xem có thể hay không phát hiện một ít thứ tốt. Lập tức hắn chỉ bằng mượn kỹ thuật của mình thủ đoạn, tiến nhập cái này túi văn kiện. Nhưng là khi chứng kiến bên trong video sau đó, hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là, điện ảnh sao? Gã bị ổi nghi hoặc không thôi. Thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra PS vết tích, phát đến trên diễn đàn cho mọi người xem xem. Lập tức hắn liền trực tiếp ghi danh một cái hacker diễn đàn, sau đó đem video phát ra ngoài. Các huynh đệ nhìn cái video này, có thể phát hiện PS vết tích sao? Nhưng là gã bị ổi vạn vạn không nghĩ tới, cái video này trong nháy mắt liền hỏa nổ từ hacker diễn đàn bắt đầu phóng xạ, trong chớp mắt liền trực tiếp ở các đại diễn đàn truyền bá. Ta tào. Quyền đoạn thác nước. Giả chứ. Đây chẳng lẽ là cái gì điện ảnh phim quảng cáo? Không phải. Ta là nghề nghiệp, thế nhưng cái video này không có bất kỳ kỹ thuật vết tích. Vô số người nhiệt liệt thảo luận, tuy là bởi vì thác nước sương mù nguyên nhân, thấy không rõ lắm tầng vũ khuôn mặt, nhưng hắn hiện ra thủ đoạn, y nguyên vẫn là chấn kinh rồi không ít người. Cùng lúc đó thần châu an toàn ti bên trong. Cục trưởng. Người mau nhìn xem cái video này. Một người trẻ tuổi vọt tới lưu ti trưởng trước mặt, khiếp sợ không thôi nói. Lưu ti trưởng sửng sốt, nhưng là khi chứng kiến video sau đó, hắn soạt một cái đứng lên. Kỹ thuật phân tích qua rồi sao? Tuy là hắn chính là kỹ thuật thành viên, nhưng lúc này vẫn là không nhìn được hỏi dùng ngắn gọn nhất máy móc phân tích qua, không có bất kỳ kỹ thuật làm bộ, nói cách khác trong video này mặc bày ra toàn bộ, đều là thật. Nghe lời của người tuổi trẻ, Lưu Ti Trưởng trong nháy mắt biết sự tình đại điều. Lập tức toàn bộ võng phong tỏa nên video, đồng thời điều tra video khởi nguyên, ta sẽ đi ngay bây giờ báo cáo nội các. Đã tới huyền huyễn thế giới tần vũ cũng không biết, làm tình bên kia bởi vì vì nguyên nhân của mình đã hỗn loạn cả lên. Hắn lúc này, một lần nữa về tới một tòa thành trì bên trong âm u trong ngõ hẻm lần trước lúc tới chính mình còn ăn mặc áo quần lố lăng kém chút náo xảy ra phiền toái bây giờ cái này một lần sớm có chuẩn bị đổi lại cổ trang cùng với tóc giả nhìn lấy giống như là một cái chân chính người cổ đại một dạng đi ra ngõ nhỏ tần vũ nhìn một chút phương hướng sau đó sải bước mà đi thanh sơn thành chính là long vân vương triều thiên vân hành tỉnh cấp dưới một thành trì nhỏ toàn bộ thiên vân hành tỉnh, giống như là thanh sơn thành như vậy thành trì, có hơn một nghìn cái nhiều, mà thiên vân hành tỉnh lớn như vậy hành tỉnh, toàn bộ Long Vân Vương Triều nói có 12 cái. Sở dĩ có thể thấy được cái này huyền huyễn thế giới, có bao nhiêu lớn, dù sao nghe nói Long Vân Vương Triều xung quanh có rất nhiều quốc gia. Chính là chỗ này. Nhìn lấy trước mặt Trân Bảo phòng đấu giá, tần vũ trên mặt tươi cười. Lại nói tiếp cũng là chính mình vận khí tốt, lúc đó vừa mới đến thế giới này, người xuyên áo quần lố lăng, thiếu chút nữa thì bị người của phủ thành chủ bắt lại. Sau đó gặp Trân Bảo phòng đấu giá nữ chủ quản, nàng nhìn thấy Tần Vũ bên trong bọc lộ ra ngoài tảng đá, cũng chính là Lam Tinh mà đến, chuyển hoán trở thành linh thạch tảng đá. Lập tức liền cứu Tần Vũ, đồng thời cùng Tần Vũ đạt thành giao dịch. Mới để cho tần vũ hữu kinh vô hiểm thu được công pháp cơ bản cùng trúc cơ linh đan Gì, là ngươi nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Tần Vũ đưa mắt nhìn lại, trong nháy mắt liền thấy một cái xinh đẹp không thể tả nữ tử, chậm rãi đã đi tới. Nàng chính là cái này trân bảo phòng đấu giá chủ quản, tên gọi là cái kia Nạp Lan Vân Yên. Nạp Lan chủ quản. Tần Vũ chấp tay nói rằng, không dám nhìn nhiều, dù sao hắn dù sao cũng là xem qua vô số tiểu thuyết người. Cái này trân bảo phòng đấu giá liên thành chủ phủ nhân đều muốn nể tình, tất nhiên không phải tiểu thế lực. Mà có thể làm nơi này chủ quản, trước không nói bối cảnh, vẹn vẹn nói đúng là thực lực, cái này nạp Lan Vân Yên tất nhiên cũng là tần vũ không dám nghĩ tồn tại. Ha ha, tiểu huynh đệ trở về là có chuyện gì không? Nạp Lan Vân Yên vừa cười vừa nói, nhưng trên thực tế nội tâm của nàng Trung, kinh hải dị thường. Luyện thể viên mãn Cái này tiểu gia hỏa lại là luyện thể viên mãn lần trước lúc tới rõ ràng chính là một người bình thường vừa mới qua đi thời gian mấy ngày chứ làm sao biến thành luyện thể viên mãn mặc dù có trúc cơ linh đan nhưng nếu là thiên phú một dạng nói cũng là cần mấy tháng mới có thể hoàn toàn hấp thu dược lực a nạp lan chủ quản ta cái này một lần là tới tiếp tục giao dịch tần vũ trầm ngâm một chút hướng về phía nạp lan vân yên nói rằng trên thực tế nội tâm của hắn là có chút khẩn trương bởi vì cho dù ai chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ biết, một cái yếu kê làm sao sẽ không ngừng xuất ra linh thạch. Nhưng Tần Vũ muốn đánh cuộc một phen, dù sao những thứ đồ khác tự cầm qua đây dám định nói, vạn nhất là càng thêm ngư phê đồ vật. Chẳng phải là trực tiếp tìm phiền toái cho mình. Sở dĩ Tần Vũ nhìn chầm chầm vào nạp lan vân yên, chỉ cần có một điểm dị dạng, hắn sẽ trực tiếp phát động song xuyên chi môn rời đi. Trừ phi là cái loại này một cái ý niệm trong đầu, có thể đem chính mình xóa bỏ tồn tại, nếu không song xuyên chi môn chính là vô địch. Đây là song xuyên chi môn cấp cho tin tức, Tần Vũ tin tưởng không nghi ngờ. Nạp Lan Vân Yên hai mắt sáng lên, kiến thức trọng nàng, làm sao sẽ nhìn không ra Tần Vũ bộ dáng thận trọng. Lập tức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cười nói. Tiểu gia hỏa không cần phải lo lắng, ta trân bảo phòng đấu giá có thể danh chấn Long Vân Vương hướng, dựa vào chính là thành tính mặc dù không là hoàn toàn tin tưởng nhưng tần vũ nhưng cũng bao nhiêu buông lỏng một chút sau đó trầm ngâm một chút nhìn bốn phía xuất ra một cái túi bên trong đúng là mình chuẩn bị xong tảng đá ở đi tới cái thế giới này thời điểm tảng đá trực tiếp tiến hành thuế biến biến thành chân quý linh thạch nạp lan vân yên nhìn lấy cổ nang nang cái túi trái tim đều không khỏi nhảy lên ghi lại mời mời theo ta đi phòng khách quý Nạp Lan Vân Yên vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 5 Lại dùng tảng đá đổi công pháp, chuẩn bị tăng cao tu vi. Phiếu đánh giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Phòng khách quý bên trong, tầng vũ móc ra bên trong túi tảng đá. Vốn là ở trên địa cầu phổ thông vô cùng tảng đá, chỉ cần đi vào thế giới này, sẽ trực tiếp biến thành tỏa ra ánh sáng lung linh linh thạch quả nhiên là linh thạch nạp lan vân yên trong mắt tràn đầy khiếp sợ dù sao ở nho nhỏ này thanh sơn thành linh thạch nhưng là rất khó gặp tuy là đến rồi dẫn linh cảnh giới có thể hấp thu linh khí cho mình sử dụng thậm chí luyện thể cảnh giới viên mãn tiếng nhập dẫn linh cảnh lời nói nếu là có linh thạch trợ giúp biết ung dung rất nhiều có thể linh thạch quá trân quý không phải là người tầm thường nhà cửa dùng tốt phỏng chừng cũng chính là rơi vào cảnh giới bình phong che chở thời điểm mới có thể xa xỉ sử dụng một lần a à. lần trước tần vũ lấy ra một khối linh thạch là có thể trao đổi đến một bản kế thừa tu luyện pháp cùng với một viên trúc cơ linh đan cái này một lần lấy ra linh thạch trọn có vài chục miếng nhiều đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn ở thanh sơn thành trân bảo phòng đấu giá nửa năm lợi nhuận có lẽ đều không có nhiều như vậy tiểu huynh đệ không biết ngươi nghĩ muốn cái gì nạp lan vân yên đôi mắt đẹp nhìn lấy tần vũ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ tần vũ trầm ngâm một chút trực tiếp hướng về phía nạp lan vân yên nói rằng một bản cao cấp tu luyện công pháp còn có một chút dùng tu luyện đang dược còn lại liền đổi thành long vân vương triều tiền tệ a nghe tần vũ lời nói nạp lan vân yên trong mắt tinh quang lóe lên từ nơi này đoạn nói ở giữa nàng đoán được một cái tin tức đó chính là tần vũ không phải long vân vương triều người không phải vậy cũng sẽ không nói long vân vương triều tiền tệ mà là nói thẳng long vân tiền chẳng lẽ là cái gì đại gia tộc lạc phách đệ tử nạp lan vân yên như vậy suy đoán nói thế nhưng nàng vẫn chưa miệt mài theo đuổi bằng vào nữ tử thân có thể trở thành cái này thanh sơn thành chủ quản đã đủ thấy rõ trí tuệ của nàng siêu phàm chúng ta thanh sơn thành chi nhánh ngân hàng công pháp hay nhất cũng chính là một bản hoàng cấp thượng phẩm tu luyện pháp giá trị là ở 30 miếng linh thạch tả hữu, sau đó một ít dùng tu luyện cơ sở linh đan, cũng không biết ngươi muốn bao nhiêu. Chỉ là ta nhìn ngươi tu vi là luyện thể viên mãn, vậy chuẩn bị cho ngươi một ít dẫn linh cảnh cần linh đan A, đến rồi dẫn linh cảnh phía sau nói, liền lại tới mua chính là. Nạp Lan Vân Yên vừa cười vừa nói. Cuối cùng còn lại 5 miếng linh thạch, trực tiếp đổi thành Long Vân Tiền, tổng cộng 5 triệu tả hữu. Nói cách khác, một viên linh thạch có thể đổi được 100 vạn long vân tiền, tần vũ nhưng là tìm hiểu quá thanh sơn thành tiêu phí tiêu chuẩn, một chén hoành thánh lời nói, chỉ cần tam long mây tiền tả hữu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 5 triệu long vân tiền, tuyệt đối là siêu cấp số tiền lớn. Đa tạ nạp lan chủ quản. Tần vũ lấy được đồ đạc, lập tức đứng đứng dậy, hướng về phía nạp lan vân yên cáo từ. Có công pháp mới, hắn có thể trực tiếp tiến nhập dẫn linh cảnh, ở nơi này Thanh Sơn Thành nói, coi như là một cái cao thủ chân chính. Chỉ cần mình không phải gây sự tình, an ổn phát triển một ít thời gian lời nói, nên phải vẫn là không có vấn đề. Liên tại Tần Vũ chuẩn bị rời đi thời điểm, Nạp Lan Vân Yên cũng là hôn một tiếng. Tần Huynh đệ mời chậm, phỏng chừng thiên ta trân bảo phòng đấu giá sẽ tổ chức đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có hành tỉnh bên kia đưa tới một bản huyền cấp công pháp bán đấu giá, cùng với các loại kỳ trân dị bảo tiểu huynh đệ đến lúc đó nếu là có ý tưởng, có thể đến đây tham gia, đây là thiệp mời. Nạp Lan Vân Yên sau đó lấy ra một tấm thiệp mời. Tần Vũ hai mắt sáng lên, đối với hắn lúc này mà nói, tài nguyên không thiếu, làm tình bên kia dù sao rất nhiều. Thế nhưng công pháp hắn thiếu khuyết A. À. Bất kể là tu luyện pháp, vẫn là còn lại khác pháp môn, mình cũng thiếu khuyết. Tỷ như nếu như mình có thể đạt được luyện đan bí pháp, vậy sau này mình liền không cần tới mua đan dược, làm tình bên kia linh dược có thể tự mình luyện chế, cái này sẽ tiết kiệm được rất nhiều nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ thu được lợi ích lớn hơn nữa. Trực tiếp xuất ra các loại linh dược bảo vật, vậy sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu như là xuất ra đan dược, vậy là bất đồng. Bởi vì luyện đan sư ở cái thế giới này địa vị tôn sùng, cơ bản không có tu sĩ nguyện ý đắc tội luyện đan sư, dù sao luyện đan sư đều cũng có truyền thừa, cao phẩm cấp luyện đan sư câu nói đầu tiên có thể quyết định một cái vương triều sinh tử tiếp nhận thiệp mời phía sau tần vũ trực tiếp rời đi phòng đấu giá sau đó nhanh chóng đi tới trong một ngõ hẻm vẫn chưa ở lâu trực tiếp về tới lam tinh tuy là ở cái thế giới này có hài lòng tu luyện hoàn cảnh thế nhưng đang bảo đảm an toàn phía trước tần vũ vẫn là căn cứ cẩn thận là hơn chuẩn tắc chờ hắn trở thành khí hải cảnh cường giả sau đó ở nơi này thanh sơn thành chính là đỉnh tim tồn tại đến lúc đó dĩ nhiên là không cần như thế thận trọng. Tuy là Thanh Sơn trong thành đều nói, mỗi cái đại gia tộc tổ trưởng cũng chỉ là dẫn linh cảnh võ giả. Nhưng là Tần Vũ nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, tự nhiên biết như thế nào con bài chưa lật, những gia tộc này trên mặt nổi cao thủ đều là dẫn linh cảnh, nhưng sau lưng ẩn giấu thực lực, tất nhiên là khí hải cảnh. Sở dĩ chính mình phải có khí hải cảnh, mới, chỉ có, có thể an tâm ở nơi này Thanh Sơn Thành đi lại. Một bên khác, Trân Bảo trong phòng đấu giá, tiểu thư không phải phái người, một cái tỳ nữ chần chờ nói rằng, dù sao tùy tiện xuất ra mấy chục miếng linh thạch gia hỏa, khó tránh khỏi không phải tâm động a. À. Nạp Lan vân yên khoát khoát tay, linh thạch coi như là phát hiện mạch khoáng, không có đầy đủ thực lực cũng vô pháp khai thác. Người này chắc là cái gì đại thế lực lạc phách đệ tử, bất quá phạm là những thứ này thế lực lớn đều sẽ có con bài chưa lật chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, vạn nhất người ta phía sau trực tiếp nhảy ra một cái hộ đạo giả đâu. Nghe Nạp Lan Vân Yên lời nói, cái kia tỷ nữ lập tức liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, Lam tin bên kia tần vũ, trực tiếp về tới đại học nông nghiệp phía sau núi. Ngược lại mấy ngày nay không có lớp trình, hắn liền dứt khoát trực tiếp đợi ở tại phía sau núi, nỗ lực tăng cao tu vi. Những thứ này đã bị huyền huyễn thế giới chuyển hóa qua linh thạch, còn có đang dược cùng với công pháp không biết có thể cho ta đề thăng tới tu vi gì tần vũ trong mắt tràn đầy hiếu kỳ lập tức liền trực tiếp nhắm mắt bắt đầu rồi tu luyện cùng lúc đó liền tại tần vũ tăng cao tu vi thời điểm một cái đặc thù điều tra tổ đi tới giang thành đại học nông nghiệp bọn họ trực tiếp đem phía sau núi phong tỏa sau đó hướng về phía sau núi thăm dò mà đến tần vũ chính là cái kia video cuối cùng là đưa tới quan phương quan tâm Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 6 Tiến nhập khí hại cảnh giới, phiếu đánh giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Phải là phía trước, video không phải rất rõ, không có nhìn ra người kia khuôn mặt. Tìm được thác nước địa phương sở tại, tốt nhất có thể có được tin tức tương quan. Một người đàn ông trung niên nói như thế. Người chung quanh đều là gật đầu, trong mắt của bọn họ tràn đầy khẩn trương, tuy là mấy năm nay vẫn có quan hệ với siêu tự nhiên sự kiện nhưng cuối cùng kết thúc đều là cùng khoa học hiện tượng có quan hệ nhưng là cái này một lần các lộ khoa học gia đều phân tích qua video không có bất kỳ lạm bộ thậm chí ngay cả ma thuật vết tích đều không có cũng chính là không có thủ thuật che mắt sở dĩ bọn họ liền tới điều tra nhưng cho dù là như vậy kỳ thực tất cả mọi người không ông hy vọng dù sao đã nhiều năm như vậy ai sẽ tin tưởng trên thế giới thật sự có siêu tự nhiên tồn tại. Cùng lúc đó, phía sau núi ở chỗ sâu trong. Khoảng cách Tần Vũ trở lại Lam Tinh đã qua thời gian mấy ngày, cũng chính là ở cái này thời gian mấy ngày, điều tra tổ mới đi tới Giang Thành Đại học Nông nghiệp. Lúc này ở dưới thác nước, Tần Vũ đang ngồi xếp bằng, quanh thân từng cổ một khí lưu vần quanh. Nếu là có huyền huyễn thế giới cường giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ hoảng sợ phát hiện, Tần Vũ tiến nhập đốn ngộ trạng thái cái này liền rất ngoại hạng, phía trước luyện quyền liền tính, vốn là tu luyện chiêu thức lời nói, thì có đốn ngộ cùng với lĩnh ngộ thuyết pháp. Thế nhưng để thăng một cái tu vi, nho nhỏ dẫn linh cảnh cường giả, làm sao lại đốn ngộ đâu? Nhưng lúc này tần vũ xác thực chính là tiến nhập đốn ngộ trạng thái, quanh thân khí tức thập phần cường đại, đã bắt đầu tiến nhập khí hại cảnh giới. Cái này 10 điểm thái quá, ngắn mũi thời gian mấy ngày, tần vũ không chỉ là tiến nhập dẫn linh cảnh, thậm chí lập tức tiến vào khí hại cảnh giới. Loại này tư chất, quả thực không thể tin được. Ông ông ông. Tần vũ quanh thân khí lưu bắt đầu trào động lên rồi, phơi bày kim sắc vần sáng, cùng lúc đó tần vũ thân thể cương nhiên chậm rãi lơ lửng. Đồng thời bởi vì khí lưu cường đại, thác nước trực tiếp bị tách rời ra, lúc này tần vũ thoáng như thần minh. Cùng lúc đó, liền tại tần vũ tiến nhập khí hại cảnh giới thời khắc máu chốt, tổ điều tra người cũng đến nơi này bọn họ ngăn cách lấy xa xa, liền nghe được phía trước thác nước thanh âm, rốt cuộc ở xuyên qua tùng lâm sau đó, bọn họ thấy được xa xa thác nước. Sau đó toàn bộ đều bị giải ra, chỉ thấy ở dưới thác nước, một cái ở trần người trẻ tuổi, lúc này đang ngồi xếp bằng. Càng mấu chốt là, lúc này thanh niên nhân này lại là vô căn cứ lơ lửng, đây quả thực là bất khả tư nghị. Mà cái kia thác nước tức thì bị thanh niên nhân quanh thân tản mát ra kim quang cho tách rời ra, tràn cảnh này, quả thực tự như cực kỳ kịch truyền hình chính giữa gián dấp cái này đây là thật thiên chẳng lẽ thế giới của chúng ta còn có một mặt khác chỉ là chúng ta vẫn đều không biết sao cái này nhiều bất khả tư nghị a à, thế giới một mặt khác chúng ta thần châu lớn như vậy quốc gia cư nhiên đều không biết thế giới một mặt khác sao tất cả điều tra tổ thành viên đều sợ ngay người lưu ti trưởng càng là trước tiên lấy ra vệ tinh hệ thống truyền tin đem nơi này tràn cảnh cho phát sóng trực tiếp trở về, làm cho thần châu nội các các thành viên trước tiên biết. Cuối cùng bọn họ lấy được chỉ lệnh là tại chỗ chờ đợi, tranh thủ cùng trước mặt thần bí nhân tiến hành nói chuyện với nhau. Đáng nhắc tới chính là, lần trước Tần Vũ bị người phát hiện, chính mình tại đốn ngộ trạng thái. Cái này một lần bị người phát hiện, hay là đang đốn ngộ trạng thái? Cũng cũng là bởi vì ở đốn ngộ trạng thái dưới, Tần Vũ nhờ vậy mới không có phát hiện người chung quanh. Trên thực tế tu luyện giả rơi vào đống ngộ trạng thái lời nói là nguy hiểm nhất trạng thái, dù sao nếu như bị người phá hư nói, đống ngộ tổn thất trước không nói, thậm chí có thể sẽ chịu đến tổn thương. Nhưng là Tần Vũ trực tiếp ở Lam Tinh bên này rơi vào đống ngộ, kỳ thực cũng là cảm thấy không có nguy hiểm. Dù sao người ở đây hi hữu đến, ai sẽ tùy tiện qua đây. Duy chỉ có chính là Tần Vũ không biết, chính mình đệ một lần rơi vào đống ngộ trạng thái thời điểm cũng không nhỏ tâm bị hoa khôi phát hiện. Oanh Cũng không biết qua bao lâu, kèm theo oanh một tiếng hanh, tầng vũ khí tức quanh người, trực tiếp bỗng nhiên bốc lên. Nguyên lai dẫn linh cảnh viên mãn thực lực tu vi, trong nháy mắt bạo phát. Toàn thân khí tức cường độ, trực tiếp vượt qua dẫn linh cảnh giới chính mình, mười nhiều gấp mấy lần. Khí hải cảnh Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cái này một lần mua hoàng cấp công pháp, cũng không phải là phía trước thứ lời đó không có phẩm cấp công pháp cơ bản bên trong cặn kẻ ghi lại rất nhiều liên quan tới tu luyện sự tình nói thí dụ như người bình thường muốn từ luyện thể cảnh giới đến khí hại cảnh giới nói chậm thì vài chục năm nhiều thì muốn thời gian mấy chục năm a à, thậm chí rất nhiều người thường cả đời cũng không có duyên tiến nhập khí hại cảnh giới kết hợp cái này nói ở trên coi như là thiên tài muốn đi vào khí hại cảnh giới có lẽ cũng muốn thời gian mấy năm chứ kết quả chính mình đâu từ bên kia trở về bất quá là thời gian mấy ngày chính mình liền trở thành khí hải cảnh giới võ giả đây quả thực liền bất khả tư nghị lúc này tần vũ kết luận tu vi của mình tư chất nhất định là thiên tài cấp bậc chỉ là cụ thể là cái gì cấp bậc vẫn không thể xác định dù sao mình đối với huyền huyển thế giới không hiểu nhiều ưm ừ. trong lúc bất chợt tần vũ thấy được xa xa nhóm người kia còn có chu vi cầm thương phòng bị nhân viên cảnh vệ trong nháy mắt biến sắc. Không tốt, bởi vì rơi vào đống ngộ trạng thái, những người đến này ta cương nhiên đều không biết. Điều này làm cho Tần Vũ có chút hối hận, chính mình vẫn là khinh thường. Dù sao từ nhỏ ở nơi này an toàn quốc gia lớn lên, lòng cảnh giác kỳ thực sẽ không có nghiêm trọng như vậy. Ở huyền huyễn thế giới chính mình có lẽ rất cảnh giác, thế nhưng trở lại cái này an toàn quốc gia, chính mình liền lập tức thả lỏng, điều này hiển nhiên phải không tốt lúc này tần vũ chứng kiến bọn người kia có thể có đầu đạn hạt nhân làm sao lại không biết bọn họ chính là thần châu quan phương người đâu lúc này tần vũ cơ hồ không có do dự trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ tốc độ trực tiếp tại chỗ biến mất oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn tần vũ thân thể khỏe mạnh giống như là trong nháy mắt đột phá âm chướng một dạng trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ mà những thứ kia tổ điều tra người toàn bộ đều ngốc trệ rồi bởi vì bọn họ chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đánh tới, sau đó Tần Vũ liền trực tiếp biến mất. Đồng thời vừa rồi bởi vì tu luyện vũ khí cùng với nguyên lực che, bọn họ cũng hoàn toàn thấy không rõ lắm Tần Vũ khuôn mặt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Lần nữa đi tới huyền huyễn thế giới, chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Phiếu đánh giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhìn lấy tầng vũ biến mất địa phương, quan phương tổ điều tra thành viên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp. Nhanh! Nhanh đi tìm A! Điều lấy vệ tinh cùng với chung quanh video theo dõi, nhất định phải tìm được cái này nhân loại. Dẫn đầu lưu ti trưởng nói như thế, dù sao lấy trước liên quan tới siêu tự nhiên sự tình, vậy cũng là truyền thuyết, nhưng là cái này một lần là thật thiết tiếp xúc gần gũi A. Nếu là có thể tìm được cái này nhân loại, biết càng nhiều liên quan tới cái thế giới này chân tướng cái kia đối với thần châu trợ giúp sẽ là khó có thể tưởng tượng bọn họ làm sao biết lam tin chính là phổ thông lam tin căn bản cũng không có cái gì ẩn nút tu luyện giới tần vũ thực lực hoàn toàn là từ mặt khác một cái thế giới lấy được liền trước mắt mà nói lời nói bọn họ là tất nhiên không thể nào biết cái này chân tướng dù sao lúc này đã là khí hại cảnh tần vũ chỉ cần là chính mình không muốn không ai có thể cho hắn bại lộ Cùng lúc đó một bên khác, Tần Vũ bình yên vô sự về tới ký túc xá. Sờ sờ trắng mình không tồn tại mồ hôi, Tần Vũ lầm bầm lậu bầu nói rằng. Không nghĩ tới cư nhiên bị quan phương tìm được rồi, cũng không biết là làm sao bại lộ, hoàn toàn không có manh mối. Xem ra sau này không thể tại hậu sơn tu luyện, cần tìm cơ hội dọn ra ngoài ở, có chính mình tư nhân không gian, lúc này mới có thể an tâm tu luyện, hoặc là ở huyền huyển thế giới có một cái an toàn chỗ dung thân tần vũ nghĩ như vậy đến nhưng không biết là mình để một lần đốn ngộ thời điểm trong lúc vô ý bị hoa khôi cho quay chụp hạ video bất quá coi như là biết tần vũ cũng sẽ không để ở trong lòng chỉ coi mình là sơ ý một chút a à. sau đó vài ngày giang thành đại học nông nghiệp ngoài mặt bình tĩnh thế nhưng tần vũ có thể chú ý tới giang thành đại học nông nghiệp nhiều hơn rất nhiều người xa lạ đều là luyện gia tử hiển nhiên là trong quân đội binh sĩ Bọn họ vẫn luôn đang tìm liên quan tới Tần Vũ tung tích, nhưng rất đáng tiếc, tuy là Tần Vũ chỉ là gà mờ tu luyện giả, nhưng là không phải bọn họ có thể tùy tiện phát hiện. Chỉ cần Tần Vũ nghĩ giấu giếm, bọn họ hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tìm không được một chút xíu đầu mối. Bất quá tùy tiện quan phương người làm sao tìm, Tần Vũ đã phải chuẩn bị lại đi huyền huyễn thế giới. Dù sao hiện tại vừa mới khai giảng, thậm chí đều còn chưa bắt đầu quân huấn đâu sở dĩ tần vũ có nhiều thời gian tìm thời gian ra một chuyến trường học cũng sẽ không để người chú ý ở trường học trong bồn hoa tùy tiện lắp ráp một túi tảng đá tần vũ ở bên ngoài trường tìm một cái bí ẩn chi địa xác định không có giám sát cùng với người chứng kiến sau đó liền trực tiếp mở ra sông xuyên chi môn đi trước huyền huyển thế giới hắn hiện tại không dám mang đồ quá tốt dù sao hoài bích có tội thanh sơn bên trong thành thời gian qua đi vài ngày sau tần vũ lần thứ hai đến nơi này lần trước lúc tới vẫn chỉ là luyện thể viên mãn bây giờ mấy ngày trôi qua mình đã là khí hại cảnh giới cường giả đồng thời còn đang không ngừng tiến bộ phỏng chừng không được bao lâu sẽ tới đến khí hải viên đầy cái này một lần hắn dẫn theo một cái túi lớn tảng đá cụ thể có bao nhiêu cũng không có số lượng dù sao ở trong bồn hoa tùy tiện chọn chọn lựa lựa số lượng còn là không ít đáng nhắc tới chính là tần vũ trên người đã có trữ vật giới chỉ nếu không nhiều như vậy tảng đá mình đương thời trong trường học đi lại, hiển nhiên sẽ rất bất tiện. Cái này một lần đến đây tham gia đấu giá hội mục đích chủ yếu, chính là muốn đạt được một bản công pháp cao cấp, dù sao mình lần trước mua hoàn cấp công pháp, đã có chút không đủ dùng. Hắn lúc này đã là khí hại cảnh giới, hoàn cấp công pháp đã không nhìn được chính mình tốc độ tăng lên, chỉ ít cần một bản huyền cấp công pháp, sở dĩ cái này một lần đấu giá hội mục tiêu chính là huyền cấp công pháp. Đã tới hai lần, sở dĩ tần vũ thông thạo không bao lâu liền đi tới trân bảo phòng đấu giá trước cửa lúc này ở trước cửa này ngựa xe như nước rất nhiều người hầu như thanh sơn thành cùng với tuần biên thành trì các đại nhân vật đều đến nơi này dù sao trân bảo phòng đấu giá bán đấu giá bảo vật đối với bọn họ mà nói cũng là tăng thêm gia tộc nội tình thứ tốt bất quá tần vũ hoàn toàn không mang theo sợ dù sao từ nạp lan vân yên trong miệng hắn đã biết rồi thanh sơn thành bình thường gia tộc của cải cử tộc chi lực xuất ra mấy trăm miếng linh thạch liền đỉnh thiên rồi dẫu rất giỏi chính là hơn một nghìn miếng nhưng là mình đâu chỉ cần nguyện ý loại đá này quả thực vô số kể a à. thực sự không được chính mình trở lại hiện đại kêu toái thạch tràn kéo một xe qua đây một xe không đủ liền kéo hai xe hai xe không đủ liền kéo nổi giận xe dù sao đối với tần vũ mà nói đây chỉ là tảng đá mà thôi chính là hiện đại thế giới tùy ý có thể thấy được đồ đạc. Vì vậy Tần Vũ không cho là có ai có thể cùng chính mình tranh đoạt, nếu như gặp phải vật mình muốn, trả bất quá là một ít hiện đại tảng đá mà thôi. Nếu là lúc trước Tần Vũ có lẽ còn có thể điều thấp một ít, giống như là đợi một lần lúc tới, thận trọng, khẩn trương không được. Thế nhưng bây giờ thì khác, lúc này Tần Vũ đã là khí hại cảnh giới, nhìn lấy những thứ kia lui tới gia tộc tộc trưởng, thực lực tối cường đại cũng bất quá là theo chính mình không sai biệt lắm, đại bộ phận thậm chí cũng còn chỉ là dẫn linh cảnh, cho nên chỉ cần mình không phải là đắc tội toàn bộ thanh sơn thành người, nếu không liền trước mắt mà nói, tạm thời là an toàn. Ông ý nghĩ như vậy, Tần Vũ chậm rãi đi tới cửa chính. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 8 Chụp được Côn Bằng Pháp, Vũ Hóa Tiên Môn Phi Tiên Lệnh Phiếu đánh giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngày tốt, xin lấy ra một cái thiệp mời trước cửa hộ vệ cung kính nói trân bảo phòng đấu giá có thể ở long vân vương triều nổi danh như vậy ngoại trừ thực lực cường đại ở ngoài dĩ nhiên chính là cái này thái độ phục vụ tần vũ tuy là tuổi còn trẻ trên người ăn mặc cũng không giống là cái gì con em nhà giàu nhưng y nguyên vẫn là thái độ hài lòng làm tần vũ đem nạp lan vân yên đưa thiệp mời lấy ra cái này hộ vệ nhìn một cái nhất thời đồng tử co rút lại bởi vì đây là chữ thiên thư mời toàn bộ thanh sơn trong thành loại thư mời này phát ra ngoài không ra mười tấm lập tức cái này hộ vệ không dám khinh thường công tử mời đến hai cái thị nữ vội vã đi tới mà sau cổ lấy tần vũ đi đến rồi lậu ba thiên tự phòng viết ngồi ở đây trống trải đắt tiền bên trong bao sương có thể thấy rõ ràng phía dưới tràn cảnh cùng với cái kia mắt sáng đài cao đây cũng là tần vũ đi tới thế giới này để một lần chứng kiến toàn bộ thanh sơn thành các đại nhân vật dù sao có thể tới đến cái địa phương này người, đều là thanh sơn thành nhân vật hết sức quan trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một nén nhang đấu giá hội cuối cùng cũng bắt đầu. Chỉ thấy toàn trường ngọn đèn trong nháy mắt ảm đạm, sau đó phòng đấu giá chủ quản nạp Lan Vân Yên chậm rãi đi ra. Xem ra nàng kim nhiệm hôm nay đấu giá sư, điều này làm cho toàn trường rất nhiều người đều là nghị luận âm ý. Lại là nạp Lan tiểu thư tự mình chủ trì, nói như vậy lời nói, ngày hôm nay cuộc bán đấu giá này tất nhiên sẽ có thứ rất tốt chỉ thấy nạp lan vân yên đi tới đài cao bên trên sau đó nhìn quét toàn trường ánh mắt ở tầng vũ thiên tự nhất hào phòng riêng dừng lại một chút dù sao thanh sơn thành có thể xuất ra mấy chục miếng linh thạch người số lượng không nhiều lắm đây cũng chính là vì sao nàng cho tầng vũ thiên tự nhất hào phòng riêng thiệp mời nguyên nhân hoan nghênh đại gia đi tới trân bảo phòng đấu giá đấu giá hội buổi đấu giá hôm nay tự ta tự mình chủ trì chúng ta đây không nói nhiều lời nói nhảm trực tiếp tiến nhập chính đề a theo nạp lan vân yên thanh âm hạ xuống đấu giá hội chính thức bắt đầu nàng biết những người này đều là hướng về phía bảo vật tới coi như là chính mình dáng dấp thật đẹp nhưng kỳ thật ở bảo vật trước mặt chẳng đáng là gì trước mặt một ít bảo vật đều là tương đối tầm thường đồ đạc tại phòng đấu giá đều có thể mua được chỉ là tương đối thiếu hàng mà thôi tần vũ cũng là vẫn bảo trì bình tĩnh hắn mục tiêu là công pháp chính là nạp lan vân yên trong miệng huyền cấp công pháp dù sao mình lúc này tu luyện cũng chỉ là một bản hoàn cấp công pháp mặc dù không quản là phẩm cấp gì công pháp đều có thể biến thành cường giả thế nhưng đẳng cấp khác nhau công pháp tốc độ tu luyện phải không cùng giống như là hắn bản này hoàn cấp công pháp đến rồi khí hải cảnh giới sau đó tốc độ tu luyện rõ ràng liền thấp xuống rất nhiều bằng vào loại công pháp này đi tới chí cường giả trên căn bản là không thể trừ phi ngươi thực sự thiên tài đến có thể chính mình bù đắp công pháp chỗ thiếu hụt rốt cuộc sau nửa canh giờ bản đấu giá tiến hành được hồi cuối chỉ thấy nạp lan vân yên hướng về phía toàn trường nói rằng kế tiếp vật đấu giá chính là ta phòng đấu giá một lần tình cờ được một quyển công pháp phẩm cấp là huyền cấp thượng phẩm nghe nạp lan vân yên lời nói toàn trường quá sợ hãi mọi người đều là không dám tin nhìn lấy nạp lan vân yên không thể nào đâu nạp lan tiểu thư, trước đây huyền cấp hạ phẩm công pháp đều có thể trở thành phòng đấu giá áp trục bảo vật, ngày hôm nay huyền cấp thượng phẩm công pháp, cư nhiên không phải áp trục sao. Đúng vậy, chẳng lẽ nói áp trục bảo vật lợi hại như vậy sao? Mọi người đều là bị sợ ngay người, toàn bộ thanh sơn trong thành, huyền cấp thượng phẩm công pháp, phỏng chừng cũng chính là thành chủ phủ có. Chỉ thấy nạp lan vân yên vừa cười vừa nói. Áp trục bảo vật tự nhiên lợi hại, nhưng quyển công pháp này là tương đối đặc thù. Bởi vì quyển công pháp này có một cái sự thiếu sót chết người, đó chính là tu luyện nhất định phải dựa vào linh thạch, nếu là không có linh thạch, bên ngoài tu luyện hiệu quả thậm chí không bằng hoàn cấp công pháp. Nhưng nếu là có linh thạch phụ tá tu luyện, bên ngoài tu luyện hiệu quả cùng với cường độ, thậm chí có thể có thể so với địa cấp hạ phẩm thần công. Nạp Lan Vân Yên nói như thế. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh, dựa vào linh thạch tu luyện. Cái kia được là dạng gì gia đình, tài năng mới có thể gánh vác nổi a. À? Phải biết rằng đối với bọn họ mà nói, chỉ có rơi vào bình cảnh thời điểm mới sẽ sử dụng linh thạch tới nếm thử đột phá. Cái này dùng linh thạch đảm đương làm tu luyện thường ngày, có ai như vậy xa xỉ a? À? Đừng nói là có thể so với địa cấp hạ phẩm, coi như là có thể so với thiên cấp công pháp, nhưng không có linh thạch đều là hư huyễn a. À? Tu luyện thường ngày được tiêu hao bao nhiêu? Thật sự có nhiều như vậy linh thạch? đã sớm đi mua sắm chân chính địa cấp công pháp ai sẽ mua sắm một bản huyền cấp thượng phẩm sở dĩ rất nhiều người đều là trực tiếp buông tha dù sao loại công pháp này có chút gân gà chính là nạp lan vân yên chính mình đều lộ nở một nụ cười khổ bởi vì nàng cũng có thể chứng kiến quyển công pháp này chỗ thiếu hụt quá lớn coi như là đế đô bên kia con em đại gia tộc đều dùng không lên như vậy công pháp chứ vẫn là câu nói kia đến rồi cái loại này cấp bậc Địa cấp công pháp đều có lựa chọn khác Ai còn biết tu luyện loại này Có cự đại thiếu sót công pháp Liên tại nạp Lan Vân Yên cho rằng Muốn lưu phách thời điểm Một thanh âm sao đột nhiên vang lên Một trăm linh thạch Nghe cái thanh âm này Nạp Lan Vân Yên hai mắt sáng lên Nguyên do bởi vì cái này thanh âm nàng nhớ kỹ Là tần vũ Bên trong bao xương tần vũ Chăm chú nhìn chầm chầm cái kia bản công pháp Linh thạch thứ này Hắn không thiếu A à sở dĩ quyển công pháp này hắn nhất định phải được, dù sao có thể so với địa cấp hà phẩm. Ngoài trừ Tần Vũ ở ngoài, không người kêu giá. Huyền cấp thượng phẩm công pháp bình thường ít nhất cũng có thể bán ra mấy trăm linh thạch giá cả, thậm chí có thể sẽ càng cao. Thế nhưng bây giờ Tần Vũ tốn hao một trăm linh thạch liền có thể bắt được. Toàn trường người đều là nhìn về phía Tần Vũ chỗ ở phòng riêng, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, có thể ngồi ở Thiên Tử số một tất nhiên tài lực hùng hậu, bối cảnh bất phàm. Chúc mừng thiên tử nhất hào bao xương khách nhân vỗ bản này, côn bằng pháp. Quyển công pháp này tên tự kêu là côn bằng pháp, bởi vì là không trọng vẹn, cho nên mới bị phán định là huyền cấp thượng phẩm. Làm công pháp đạt được sau đó, tần vũ trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, mặc dù mình đều muốn tốt lắm, biết bái nhập thế lực lớn đổi tiền kỳ an ổn phát triển. Thế nhưng có một bản công pháp hay cũng không tệ lắm, dù sao tảng đá nha chính mình không thiếu khắp nơi đều có kế tiếp chúng ta bán đấu giá hôm nay cuối cùng nhất kiện trân bảo nạp lan vân yên mỉm cười sau đó khiến người ta bưng ra một vật có chút sớm liền nhận được tin người toàn bộ đều là kích động đứng dậy chứng kiến phản ứng của mọi người tần vũ cũng là đến hiếu kỳ chẳng lẽ là cái gì đồ vật ghê gớm chỉ thấy nạp lan vân yên vén lên vải đỏ chỉ thấy bên trong có một viên lệnh bài còn đây là xích vũ tiên cửa phi tiên lệnh. Chỉ cần tay cầm phi tiên lệnh, có thể trực tiếp đi trước vũ hóa tiên môn, thu được bái nhập tiên môn cơ hội. Toàn trường oanh động. Hiển nhiên cái này vũ hóa tiên môn danh tiếng rất lớn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 9 Lại là thiên cấp công pháp, hấp thu linh thạch mạnh mẽ. Phiếu đánh giá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio chỉ cần cầm trong tay phi tiên lệnh nói, liền có thể có thể dùng phi tiên lệnh gọi đến vũ hóa tiên môn sứ giả, sau đó bị dẫn vào phi tiên lệnh, tham gia ngoại môn khảo hạch. Chỉ cần đi qua ngoại môn khảo hạch, liền có thể trở thành vũ hóa tiên môn đệ tử. Nạp Lan Vân Yên nói như thế, vũ hóa tiên môn 10 năm một lần ở Long Vân Vương Triều các loại đại vương triều chiêu thu đệ tử. Cầm trong tay phi tiên lệnh phân biệt chính là, coi như là không được tuyển cũng có thể ở lại vũ hóa tiên môn trở thành đệ tử tạp dịch, hưởng thụ được cùng ngoại môn đệ tử một dạng đái ngộ. Trong vòng 10 năm không cách nào tấn cấp ngoại môn nói, sẽ phản hồi thế tục, nhưng vũ hóa tiên môn đợi 10 năm thời gian, trở lại thế tục ở giữa cùng, phong hầu bái tướng quả thực dễ dàng. Dù sau đó là tiên môn, bên trong tùy tiện đi ra một cái người, tại thế tục ở giữa vậy cũng là không được cường giả. Hiện tại ta tuyên bố, phi tiên lệnh bán đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 100 linh thạch. Nạp Lan Vân Yên vừa cười vừa nói. Tiếng nói vừa dứt dưới, lập tức liền có người bắt đầu kêu giá. 200, tà ra 300. 300 ngủ. Bất quá trong chớp mắt, liền thét lên 800 linh thạch. Dường như đều đến mọi người cực hạn, lúc này mỗi cá nhân đều là trên đầu đổ mồ hôi, mỗi một lần thêm đều là mấy cái mấy cái thêm dù sao những thứ này linh thạch, ở thanh sơn thành loại này thành trì nhỏ chính giữa nói, chính là một cái gia tộc toàn bộ của cải. Nhưng là đại gia đều nghĩ được đến phi tiên lệnh, dù sao nếu như gia tộc có thể xuất hiện một cái vũ hóa tiên môn ngoại môn đệ tử, địa vị liền có thể có được cử đại đề thăng. Nếu như con em gia tộc có thể trở thành nội môn đệ tử nói, gia tộc kia sẽ đạt được vương triều phong thưởng, trực tiếp trở thành thành chủ cũng không nhất định. Cũng vừa lúc đó, một giọng nói vang lên một nghìn bình thản hai chữ trực tiếp làm cho toàn trường vắng vẻ không tiếng động mọi người đều là hoảng sợ nhìn về phía thiên tự nhất hào phòng riêng người này chẳng lẽ là hành tĩnh người tới sao mọi người đều là câu mày thanh sơn thành chung quanh mấy cái trong thành trị hẳn không có gia tộc gì có loại này thực lực chứ lập tức bọn họ đều là thở dài bất đắc dĩ một tiếng ngược lại là không nhân sinh ra sát nhân đoạt bảo ý tưởng dù sao huyền huyển thế giới tư duy là tài lực chẳng khác nào thực lực nếu như không có đầy đủ thực lực người có nhiều như vậy linh thạch không phải sớm đã không có sở dĩ có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch tồn tại tuyệt đối là bọn họ không cách nào trêu chọc vì vậy những người này cũng chỉ có thể đáng tiếc nạp lan vân yên đồng tử co rút lại một chút nếu như phía trước còn suy đoán tần vũ có thể là người may mắn nhưng là bây giờ nạp lan vân yên trực tiếp đẩy ngã cái suy đoán này dù sao vận khí tốt đạt được một ít linh thạch còn có thể giải thích thế nhưng hơn một nghìn miếng linh thạch muốn khai thác mạch khoáng mà mạch khoáng nhưng phàm là bị phát hiện không có một chút thực lực có thể bảo vệ sao chúc mừng thiên tử nhất hào bao xương khách nhân thành công thu được một quả này phi tiên lệnh nạp lan vân yên vừa cười vừa nói buổi đấu giá hôm nay kết thúc mỹ mãn mà trần quý nhất hai kiện cái gì cũng bị tần vũ chiếm được phong khách quý bên trong nạp lan vân yên đem côn bằng pháp cùng với phi tiên lệnh cho tần vũ hai người đơn giản trao đổi vài câu sau đó tần vũ liền trực tiếp rời đi trở lại lâm thời tìm nơi ở sau đó tần vũ liền trực tiếp lấy ra cái kia bản côn bằng pháp phi tiên lệnh cách dùng chính là đem nguyên lực trót vào trong đó sau đó vũ hóa tiên môn sứ giả liền sẽ tự mình đến tiếp dẫn nếu không muốn bái nhập vũ hóa tiên môn phải đợi mỗi cái thành trì thăng tiên đại hội đi qua tầng tầng tuyển chọn mới có cơ hội đi đến vũ hóa tiên môn, tham gia sau cùng khảo hạch. Thử một chút quyển công pháp này. Tần vũ lẩm bẩm, côn bằng pháp tên này ngược lại là cố gắng ngang ngược. Chỉ thấy tần vũ vung tay lên, liền lấy ra hơn 10 mai linh thạch, hắn tự nhiên là có trữ vật giới chỉ, từ trân bảo phòng đấu giá mua sắm. Sau nửa canh giờ, tần vũ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cái này, đây không phải là huyền cấp thượng phẩm công pháp. Tần Vũ quá sợ hãi. Hắn mua sắm quá một bản tu luyện chỉ nam, cái thế giới này các người tu luyện đều đọc qua thư, bất đồng phẩm cấp công pháp, linh khí chuyển hoán suất bất đồng. Đơn giản mà nói, hấp thu 10 phần linh khí, cuối cùng chuyển hoán trở thành tự thân nguyên lực bao nhiêu, trên cơ bản có thể xác định cộng công pháp đẳng cấp. Hoàng cấp chuyển hoán suất là 1 đến 2 thành, huyền cấp vì 3 đến 4 thành, địa cấp vì 5 đến 6 thành, còn như thiên cấp công pháp nói lại là vượt lên trước bảy thành chuyển hoán suất. Mà cái này bản côn bằng pháp chuyển hoán suất bởi vì 10 phần. Cái này thỏa thỏa chính là trời cấp trở lên công pháp. Còn như vì sao Trân Bảo phòng đấu giá không có đoán được, cái kia là bởi vì bọn hắn khảo nghiệm thời điểm, tất nhiên chỉ là lấy ra một viên linh thạch. Mà Tần Vũ trực tiếp lấy ra hơn 10 miếng linh thạch cùng nhau hấp thu, xa xỉ như vậy không phải người bình thường biết làm sở dĩ trực tiếp mở ra chân chính cung bằng pháp. Chỉ là đáng tiếc là, cái này cung bằng pháp đúng là không trọn vẹn. Bên trong kèm theo các loại thần thông chiêu số đều không có, chỉ để lại cốt lõi nhất cung bằng thôn phệ pháp. Đơn giản mà nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, có thể đại phúc độ hấp thu trưởng thành, cho nên mới gọi là thôn phệ pháp. Đây chính là thích hợp nhất tầng vũ pháp môn tu luyện A, bởi vì linh thạch thứ này, hắn là thực sự không thiếu lập tức Tần Vũ liền quyết định tu luyện, hắn quyết định muốn đột phá khí hại cảnh giới sau đó, lại đi vũ hóa tiên môn. Không làm liền không làm, chính mình nếu nghĩ xong muốn tìm chỗ dựa vững chắc, cái kia tự nhiên muốn vì mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Đầy đủ yêu nghiệt thiên phú, có thể cho mình đổi đại ngộ tốt nhất, đổi tiền kỳ an ổn phát triển. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Bước vào khí hải cảnh viên mãn, mở ra phi tiên lệnh phiếu đánh giá nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đây chính là thiên cấp công pháp sao tần vũ xem cùng với chính mình hai tay trong mắt tràn đầy chấn động tuy là trước mặt trên trăm miếng linh thạch trực tiếp tiêu hao sạch sẽ biến thành mảnh vụn thế nhưng tu vi của hắn trực tiếp tăng đến khí hại cảnh giới viên mãn nếu là bị người thấy tất nhiên sẽ kinh hô xa xỉ dù sao trên trăm miếng linh thạch nếu như chậm rãi sử dụng đầy đủ tu luyện tới bên trên khí hải cảnh giới, thậm chí tiến hơn một bước. Nhưng là đối với Tần Vũ mà nói, tiêu hao một ít tảng đá có thể nhanh chóng thu được tu vi, nhất định chính là công pháp hay nhất. Dù sao đối với Tần Vũ mà nói, thật chỉ là một ít tảng đá mà thôi, tùy tiện đến trên đường nhặt một nhặt, đó chính là mấy trăm miếng. Thực sự ép, liền thẳng thắn gọi điện thoại, kêu nhân gia toái thạch tràn người kéo một xe qua đây, có đủ hay không dùng. Đáng tiếc là, Tần Vũ không biết bên trên khí hải cảnh giới là cái gì, côn bằng pháp dù sao cũng là không trọn vẹn, liên quan tới phía trên cảnh giới cũng không có giới thiệu. Mà cái này thanh sơn thành, phỏng chừng cũng không không có bên trên khí hải tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không truyền lưu liên quan tới bên trên khí hải giới thiệu. Cái này chính là không có truyền thừa thống khổ, dù sao mỗi cái cảnh giới đều là đặc thù, nếu là không biết cảnh giới cặn kẻ phân chia, cùng với mỗi cái cảnh giới chú ý sự hạng tần vũ trầm ngâm một chút sau đó lấy ra phi tiên lệnh xem ra muốn gia nhập vũ hóa tiên môn nếu không đầu óc mơ hồ đi loạn tương lai tất nhiên sẽ ở phương diện tu luyện chịu thiệt dù sao ở hiện đại làm một cái thủ nghệ nhân cũng còn cần sư phụ dẫn vào cửa đâu mà cái này tu luyện nếu như đi nhầm một bước lời nói tương lai hối hận cả đời tần vũ lẩm bẩm nhất thời làm ra tuyển trạch đó chính là gia nhập vào vũ hóa tiên môn không vì cái gì khác tần vũ gia nhập vào vũ hóa tiên môn chỉ vì tiên môn che chở cùng với truyền thừa nội tình giống như là tần vũ lần trước đốn ngộ lĩnh ngộ tần vũ liền không là rất biết trên người mình chuyện gì xảy ra mà nếu là có một cái tốt sư môn những thứ này đều sẽ có người giải thích với ngươi thậm chí có nhân giáo đạo phía sau ngươi nên đi cái nào phương hướng nỗ lực sở dĩ bái nhập sư môn là rất trọng yếu cái gì cũng không biết dựa vào cùng với chính mình lục lọi một phần vạn phía sau tu luyện đi lầm đường làm sao bây giờ? Đến lúc đó hối hận cũng không tới cùng. Tần Vũ không biết mình lúc này tu vi cảnh giới, cùng với hiện ra tư chất, bái nhập Vũ Hóa Tiên môn có thể được địa vị gì, nhưng sẽ phải có nội môn đệ tử chứ. Dù sao từ chính mình hiện nay mua rất nhiều tu luyện tương quan tri thức đến xem, 18 tuổi khí hải cảnh giới, đây tuyệt đối là trong một vạn không có một. Nếu như ngay cả Tần Vũ cái này tư chất đều không thể trở thành nội môn đệ tử nói cái kia tần vũ có lẽ liền muốn hoài nghi cái thế giới này sâu không lường được dù sao chí ít ở thanh sơn thành xem ra chính mình tư chất là nghiện ép cấp bậc đấu giá hội nhìn lên đến những gia tộc kia cường giả trong đó một ít lão giả cũng chỉ là khí hại cảnh giới thế nhưng bọn họ tu luyện cả đời mà chính mình tổng cộng tiếp xúc tu luyện không được đến mười mấy ngày thời gian sở dĩ chính mình tư chất cũng không sai chứ này cũng không thể trở thành vũ hóa tiên môn nội môn đệ tử đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ quyết định cuối cùng tốt gia nhập vào vũ hóa tiên môn sau đó tần vũ lập tức liền trực tiếp mở ra phi tiên lệnh cùng lúc đó ở tần vũ mở ra phi tiên lệnh thời điểm khoảng cách thanh sơn thành không hơn trăm km bên ngoài một chỗ trong dãy núi gì là phi tiên lệnh một cái trên người lão giả lệnh bài ông ông chiếu sáng trong nháy mắt cũng biết là có người mở ra phi tiên lệnh phải biết rằng khoảng cách lần trước cấp cho phi tiên lệnh đã qua mấy trăm năm thời gian đó là bởi vì lần trước chính ma đại chiến đưa tới vũ hóa tiên môn tổn thất nặng nề vì cấp tốc bổ sung máu mới mới chỉ có đại lượng cấp cho phi tiên lệnh vừa vặn muốn phản hồi tông môn không bằng tiện đường đem mang về a chỉ cần phi tiên lệnh kích hoạt chu vi đến gần vũ hóa tiên môn cường giả sẽ đem phi tiên lệnh sở hữu giả mang lên vũ hóa tiên môn coi như là không cách nào bái nhập vũ hóa tiên môn cũng có thể tuyển trạch trở thành vũ hóa tiên môn đệ tử tạp dịch hoặc là thu được một bản huyền cấp công pháp sở dĩ có thể thấy được phi tiên lệnh trân quý bởi vì giữ gốc chính là một bản huyền cấp công pháp a lão giả lẩm bẩm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quan biến mất ở phía chân trời trong nháy mắt liền hướng thanh sơn thành mà đi Xem cái tốc độ này, tối đa thời gian một nén nhang liền có thể đến thanh sơn thành. Đầu này Tần Vũ cũng không biết, Vũ Hóa Tiên môn trưởng lão đang ở qua đây, hắn mở ra phi tiên lệnh cho phía sau, liền về đến phòng bên trong tiếp tục tu luyện củng cố cảnh giới. Lúc này thành tựu khí hại cảnh giới viên mãn hắn, đối với dưới một cảnh giới không có đầu mối. Công bằng pháp là không trọn vẹn, mà cái này thanh sơn thành cũng không có càng nhiều liên quan tới khí hại cảnh bên trên giới thiệu, phỏng chừng liền là có đều là những gia tộc kia giấu giếm, căn bản sẽ không báo cho biết ngoại nhân. Tần Vũ hoàn toàn không biết mình nên đi cái nào phương hướng nỗ lực, sợ dĩ lúc này ngoại trừ củng cố cảnh giới, cũng không có thể nếm thử đi đột phá. Thế nhưng nghĩ lấy muốn tốc độ mà không đạt đến, tu vi của mình tăng trưởng nhanh như vậy, là thời điểm hơi chút chậm một chút. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.